So với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng thêm khoảng 250.000 đồng một lượng, đánh dấu tuần tăng giá thứ ba liên tiếp. Nếu tính từ đầu tháng 12 đến nay, giá vàng SJC đã tăng 650.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại không thay đổi so với hôm qua, khi giao dịch quanh 51,9 triệu đồng một lượng mua vào, 52,7 triệu đồng một lượng bán ra. Tương tự thì giá vàng PNG cũng được doanh nghiệp niêm yết cùng với đà biến động của giá vàng trang sức quanh 52,7 triệu đồng một lượng chiều bán ra. So với đầu tháng 12, giá vàng trang sức cũng tăng thêm khoảng 500.000 đồng một lượng. Có điều là diễn biến của giá vàng SGC so với loại vàng khác trên thị trường tiếp tục có cách biệt rất lớn. Hiện giá vàng SGC đang cao hơn vàng trang sức, vàng PNG trên 9 triệu đồng một lượng. Đây là mức tranh lệch kỷ lục so với những năm trước, trong bối cảnh nguồn cung vàng SGC gần như không tăng lên trong nhiều năm qua. Các doanh nghiệp cho biết nguồn cung vàng SGC trên thị trường hiện chủ yếu là mua đi bán lại. Sau nhiều năm, ngân hàng nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 1.798 đô la một ounce, gần như không thay đổi so với giá đóng cửa phiên trước nhưng vẫn tăng 14 đô la một ounce so với cuối tuần trước. Theo giới phân tích, giá vàng đang được hưởng lợi từ tâm lý e ngại rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính và lạm phát ngày càng tăng ở Mỹ và nhiều nước châu Âu. Đồng thời, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, cũng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Dù vậy, ngưỡng cản tiếp theo của giá vàng là vùng 1.835 đô la một ounce và kim loại quý này cần phải vượt qua trước khi hướng đến những mốc mới cao hơn. Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tới của Kisco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Cụ thể theo kết quả khảo sát ở phố World, có 16 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó 69% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 30% nói rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang. Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 1.027 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó cũng có tới 58% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 26% nói rằng giá vàng giảm và số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 50 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SGC trên 11,5 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng trang sức trên 2,5 triệu đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.147 đồng một đô la, ổn định so với hôm qua. Giá đô la ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.820 đồng một đô la mua vào, 23.100 đồng một đô la bán ra, không thay đổi so với hôm qua.